Hào hứng Du Chan, cô gái đau đớn khi bay màu một phần lông mày khiến cộng đồng mạng cười ná thở. Hoa cùng chiếc chan nhếch mày siêu khó trên TikTok, nhiều anh chị em TikToker đã đăng tải đoạn clip thể hiện khả năng áo trình của mình khiến nhiều người thích thú. Thế nhưng cũng là Du Chan mà trường hợp này nó lạ lắm. Một chị gái TikToker xinh xắn cũng muốn thử chiếc chan này, thế nhưng vì không thể nhớn được nên chị đã dùng ngay phương pháp dán băng dính. Thế này thì đố ai làm lại chị? Tưởng rằng có công cụ hỗ trợ kiêm người bạn giúp đỡ phía sau là sẽ ngon ăn, ai dè số nó đen. Vừa mới nhấc thử một bên thì đứa bạn dùng lực quá mạnh là một phần lông mày bay màu luôn. Ngay sau khi phát hiện ra, chị gái đã vô cùng hoảng hốt, quay ngay sang phía sau sửa đẹp đứa bạn, nhờ bạn giúp mà nó báo quá trời báo à. Ở phía dưới video, nhiều người đã vào bình luận như sau: chị gái kiểu, mày trá lông mày lại cho tao. Thôi xong, mẹ biết mẹ buồn đấy, bay luôn cặp chân mày rồi. Hậu quả của việc Du Chan nhưng sai cách đây mà. Mấy chị em chú ý nhá, có chơi chiêu dùng băng dính thì cũng nên dán phía trên thôi, không cẩn thận lại mất vài cọng như chị gái này thì mệt lắm. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Chan biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.